Vimo TV sẽ mời các bạn xuôi theo chiếc thuyền nhỏ này. Chúng ta sẽ được đi khám phá một khu đầm lầy. Và đây chính là thời điểm đẹp nhất mà chúng ta có thể khám phá đầm Vân Long, đó chính là một buổi hoàng hôn. Xin mời các bạn. Vân Long, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước tuyệt đẹp này có cảnh quan rất hữu tình, nằm trên địa phận 7 xã thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây được các du khách ngợi khen như là một bức tranh sơn thủy độc đáo, với những dãy núi ôm ấp mây thật hùng vĩ, mặt nước đầm xanh ngắt, phẳng lặng như gương, rất lãng mạn và nên thơ. Là nơi nên đến của du khách, nhiếp ảnh gia hay những cặp đôi muốn có bộ ảnh cưới thật đáng nhớ. Đầm Vân Long là nơi cư trú của nhiều hệ động thực vật, vừa là nhà vừa là nơi kiếm ăn của các loài cá này, chim này, cò này. Trong đấy là phải kể đến sự sinh sống của hơn 40 loài vọc mông trắng. Chúng sống trước các hang đá và ngày ngày ra ngoài kiếm ăn trên các ngọn núi đá cao, mất tầm mắt của con người. Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ và đã được đưa vào khai thác du lịch năm 1998. Đây là nơi mà sở hữu hai kỷ lục của quốc gia. Đấy chính là nơi có số lượng cá thể vọc mông trắng nhiều nhất và nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất. Điều đặc biệt ở nơi đây khi ta ghé thăm và cảm nhận được chính là sự hòa mình, chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên với 457 loài thực vật và 19 loài động vật với 12 loại động vật quý hiếm. Tuy nhiên cũng phải rất may mắn các bạn mới có thể bắt gặp được những cá thể được ghi trong sách đỏ như vọc quần đuôi trắng chiếm số lượng lớn nhất Việt Nam, hay gấu ngựa, sơn dương, cu ly, khỉ mặt đỏ, hay như rắn hổ chúa, kỳ đà hoa. Bác nói đò chia sẻ là nơi mà chúng ta có thể dễ bắt gặp vọc trắng nhất ở khu vực đầm Vân Long này. Và ở đầm Vân Long này thì cũng không còn nhiều cá thể còn tồn tại nữa. Chúng ta hy vọng là sẽ có thể gặp được một số con vọc ở đây. Em ơi, có nhìn thấy không? Có vọc không hả em? Ở đâu vậy? Ở trên. Đâu, chúng ta thử tìm xem nào. Trên cái mạch trắng không? Cái mỏm trắng lên trên không có hồ cây nữa. Cứ để đấy đi, nó chảy là gì đấy. Cháu cũng nhận đấy, bà tinh mắt quá cơ. Bà vẫn nhìn thấy mà bọn cháu không nhìn thấy. Thấy không? Đội đôi em. Trên cái mảng đá trắng to đùng ấy kìa. Ừ, trên mảng đá trắng đấy. Trên có một cái hang, nó vừa chui vào hang đấy. À, thế à. Cái mông trắng thò ra kìa. Đấy, đấy, nó vừa di chuyển. Chờ tí nó di chuyển, nó sẽ nhìn thấy nó. Đâu, con chưa nhìn thấy. Mẹ vừa nhìn thấy sao? Nó còn mấy con ở trong đám cây. Con nhìn thấy. Đây đám, đây đám, những đá trắng to đùng thế này, con nhìn thấy không? Đấy, bên trên có vài cái cây và cái vách đỏ, vách của núi. Đấy. Đấy, kia đang có, đấy là đang có đấy. À, thế hả bác? À, đây rồi, các bạn có thể nhìn thấy một cái bóng trắng. Đây. Đó, cái bóng trắng này. Đó. Đây là cái mông của nó. Mông quay qua. Đấy, con nhìn thấy chưa? Đấy. Em bao nhìn thấy chưa? Mông bỏ tay. Mất rồi. Mông trắng đấy, các bạn có nhìn thấy. Thế cả một con mãi tít trên đi cả. Bà nhìn giỏi thật đấy. Con mãi tít trên mà nó đen đen. À, nó màu đen hả bà? Kia. Bo nhìn thấy, Kim nhìn thấy hả con? Hai con cơ à? Một con ở ngoài. Một con ở trong đây, một con ở ngoài ấy kìa. Nó đang ở trong khe núi, nó đang ôm cành cây ấy.
Còn một con nữa. Ba con. Có ba con đấy. Đấy là đang bò đó, đang bò. Đấy, đang bò đó. Đấy. Cháu đang bò lên trên nhà. À, thẳng. Thẳng cái mảng trắng lên hả bà? Thẳng mảng trắng lên đây. Đấy. À. Di chuyển thì mình phát hiện nhanh. Đúng rồi. Nó đứng một chỗ mình lẫn với đá mà nhỉ? Với đá kiểu mình. Bà ơi, ngày xưa có ai được bắt được vọt không? Ở làng? Trước là chưa có du lịch nào họ vẫn bắt. Ồ, bắt à? Bẫy bắt. Bắt súng. À, thế ạ. Lấu cao hả bà? Làm thịt, lấy xương, họ ninh. À. Làm cao, xong rồi lấy cái lông đấy là họ làm nhồi. Vâng. Nghĩa là trong làng bây giờ còn ai có không bà? À thế ạ. À thế ạ. Nhưng mà như vậy là bây giờ là vi phạm pháp luật đấy bạn. Mà chị là đưa cháu đi chơi à? À đi chơi chứ không phải đi du lịch à? Mà cả nhà đi chơi. Nó màu trắng toàn bộ bà nhỉ. Có loài vọc trắng đấy. Có con thì là màu đen. Vâng. Cái da của họ đấy là hơi khô ra, họ làm cái mẫu của nó bành ra xem đấy là họ khâu. Họ thành thú nhồi bông. Mà khi mua bông không thì mình thì đơn giản là lấy trống. Vâng. Nhồi to ra. Vâng. Nó thành cái thể là âm đủ cò thể. Vâng. À thế ạ. Nhưng mà bây giờ là riêng bắt cái loài vọc đấy là bị vi phạm pháp luật đấy bạn. Lúc bây giờ là chưa thành du lịch. Đúng rồi. Nên là các ông ta là săn bắn được. Vâng, săn bắn được. Thành du lịch rồi là cấm hết. Cấm, nghiêm cấm toàn bộ. Mà trông thấy là cũng bắt, không phải nhìn thấy mình bắt luôn. Vâng. Thì các bà người chặt đò như thế này mà có vi phạm cái gì là cắt luôn số đò. À thế ạ. Vâng, thế là ảnh hưởng luôn đến cái nguồn thu nhập của người dân ở đây bà nhỉ. Ngay cả người dân ở đây cháu cũng bảo là cố gắng mọi người giữ được cái cảnh quan này, giữ vệ sinh môi trường. Kể cả khách du lịch đi đến đây mà vứt rác bừa bãi thì mình cũng phải nhắc nhở họ bạn. Hoặc là đi trên đò mà nhìn thấy rác rưởi trôi ở dưới sông là mình cũng phải nhặt lên. À cũng là tập huấn đấy đúng không bà? Vâng. Dọn dẹp đấy. Dạ vâng. Hôm nay là dọn dẹp sạch rồi, còn đang làm những nơi vệ sinh của mình lại đi vào một lối sạch sẽ. Dạ vâng. Khu đầm Vân Long này đến trọn vẹn một chuyến tham quan. Ta sẽ có hành trình khoảng 2 tiếng trên thuyền để ghé thăm thật nhiều những hang động đẹp như hang cá, hang bóng, hang rùa hay hang tranh. Ngắm hoàng hôn, những đàn cò trắng bay rợp trời buổi chiều đang bay về tổ. Tiếng quốc kêu, đủ muôn loài chim cùng sinh vật nên tạo nên bản nhạc thiên nhiên vô cùng độc đáo ở nơi đây. Thưởng thức những món ngon và đến với mảnh đất Ninh Bình này thì chúng ta không thể bỏ qua những món đặc sản. Và hôm nay Vivang TV đã đến với một quán ăn mà được đông đảo các khách du lịch truyền tai nhau như là có nhận được những lượng review rất là tốt nên quán lúc nào cũng đông, thậm chí là đông từ sáng đến khuya. Và thực đơn hôm nay chúng tôi gọi là có hai món nướng hương vị rất hấp dẫn, đó chính là món dê nướng chảo gang và cánh gà nướng có kèm theo salad và khoai tây chiên. Dê nướng chảo gang thì có kèm một bĩa để cuốn và chấm với tương. Đặc sản của Ninh Bình sau khi mình kết thúc chuyến hành trình chính là ghé một quán ăn để thưởng thức những món nổi tiếng nơi đây. Đó là thịt dê, ốc núi, cơm cháy. Còn nhiều gợi ý về món ăn mà mình có chia sẻ ở phần mô tả video. Các bạn cùng tham khảo thêm nhé.
Thịt dê ngon lắm. Em cuốn lại hộ anh một miếng mấy. Cuốn anh xin miếng, ngon. Là mình cứ tưởng là thịt dê sẽ nướng ngay ngoài quầy. Đúng rồi. Giống như là các loại thịt khác, nhưng mà khi bạn order nói là thịt dê sẽ nướng ở trong nhà thì hình dung là nướng sẵn trong một cái đĩa. Hóa ra lúc bê ra hóa ra là nướng trên chảo gang. Rất là hấp dẫn luôn. Một lựa chọn không hề tặng. Cái tương này hôm qua mình ăn thì cũng ở một cái quán mình thấy là tương đối giống như này. Nhìn rất là đặc sắc. Bởi vì cái màu nó vàng, vàng ươm như mật. Nhìn đã ngon rồi. Ăn xem nào. Miếng dê nướng chảo gang được cuốn trong nấm mơ. Đúng không em? Ngon lắm em bò ạ. Còn nhiều hành trình thú vị mà series Bài Khắp Việt Nam của Bimbo TV sẽ giới thiệu với cả nhà. Các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.